Hello. Xin chào các bạn trên Facebook Live ngày hôm nay thứ tư 12 giờ trưa giờ New York Time của Thủy Quỳnh. Mình đang ở nhà, kích trình của mình làm cái Facebook Live giờ này. Chắc các bạn nào mà biết Thủy Quỳnh làm Facebook Live chắc hiếm có khi mà Thủy Quỳnh làm Live giờ này lắm.
buy two, get one free today. Xin chào các bạn, và hôm nay thì Quỳnh rất vui là được chia sẻ đến các bạn món quà đặc biệt ngày hôm nay với cái giá đặc biệt trong dịp lễ này đây, để dành tặng cho chính bạn và dành cho người thân yêu của bạn. Các bạn hãy message cho Thủy Quỳnh, message ngay cho Thủy Quỳnh để Thủy Quỳnh giúp bạn có một cái món quà trong dịp lễ có ý nghĩa và rất đáng yêu. Thật là cảm ơn các bạn rất là nhiều, và đừng quên nhắn cho Thủy Quỳnh nhé. Oh, sorry. I am mute. Sorry, mình nãy giờ mình mute cái tiếng của mình khi mà play cái video, cho nên mình không có chắc mọi người không nghe được mình ha. Sorry nha. Mình nói lại.
Mình nếu mà mình muốn chăm sóc cái sức khỏe của mình bên trong, bổ sung thêm cái collagen plus này ha, bổ sung thêm cái collagen plus này chỉ mất nửa phút thôi, 30 second thôi, mình chăm sóc sức khỏe bên trong của mình, tăng cái sức đề kháng của mình, và sẽ giúp cho cái làn da của mình săn chắc, mịn màng, tươi trẻ, bổ sung 70% cái collagen, cái làn da bên ngoài, bên ngoài của mình. Với cái True Face and Collagen nó sẽ giúp cho mình bổ sung inside and outside for yourself, make a beautiful skin. Only 2 minutes thôi, for a day. 1 minute, not even 1 minute, 30 seconds and 30 seconds. But you know, it's 2 minutes, that's enough, right? And then mình dùng cái Lumi Spa 2 minutes nữa, và mình thấy cho hết rộng rãi ra 5 phút một ngày là mình có thể chăm sóc cái làn da và sức khỏe của mình rồi. Các bạn nghĩ như thế nào? Ở xin lỗi các bạn, mình vô tình mình bấm cái nút mute cái tiếng của mình á. Bây giờ mình tap thêm nửa viên nữa còn lại ha. Mình dùng cho cái da của mình. Rồi trong thời gian mình dùng cho cái nửa cái da lại, các bạn hãy coi lại cái video của mình nha, cứ 1 phút thôi. Buy two, get one free today. Xin chào các bạn, và hôm nay thì Quỳnh rất vui là được chia sẻ đến các bạn món quà đặc biệt ngày hôm nay với cái giá đặc biệt trong dịp lễ này đây, để dành tặng cho chính bạn và dành cho người thân yêu của bạn. Các bạn hãy message chưa cho Thủy Quỳnh, message ngay cho Thủy Quỳnh để Thủy Quỳnh giúp bạn có một cái món quà trong dịp lễ có ý nghĩa và rất đáng yêu. Thật là cảm ơn các bạn rất là nhiều, và đừng quên nhắn cho Thủy Quỳnh nhé. Rồi các bạn thấy như thế nào? Cảm ơn các bạn rất là nhiều, thank you so much for watching. And nếu mà cái collagen á, flush thì mình dùng thêm cái vitamin C nữa, mình chỉ ngậm vô trong miệng mình thôi, nó cũng sẽ tăng cái sức khỏe của mình, và đồng thời nó sẽ giúp cho cái làn da của mình nó tăng giữ được cái chống đi cái chất oxy hóa và giữ cho cái làn da của mình nó tươi trẻ. Và vitamin C and Lumi Spa with the collagen đó, nó sẽ là làm cho mình tăng lên thêm nữa cái sự mà collagen nó thẩm thấu vô cái làn da của mình ha, và mình thêm ngày hôm nay cái giá đặc biệt của Chu Phi nữa. Đây là một cái món quà rất là đặc biệt dành cho bạn cũng như dành cho người thân của mình, thân yêu của mình, và cũng là một cái cơ hội nếu mà các anh chị và các bạn nào sau khi mà dùng xong cái bộ sản phẩm này, các anh chị và các bạn cảm thấy rất là yêu thích và muốn dùng thêm nữa, và làm sao để giúp cho các anh chị vừa có thể dùng, vừa có thể kiếm thêm thu nhập, để các anh chị có thể dùng, sử dụng lâu hơn, dài hơn, để giúp cho cái làn da của mình nó được đẹp hơn mỗi ngày, sức khỏe của mình nó khỏe hơn mỗi ngày, mà mình không phải tốn tiền, mình bỏ tiền túi ra, nếu chỉ cần các anh chị có thể dùng, cảm thấy thích và giới thiệu cho Thủy Quỳnh sẵn sàng giúp cho các anh chị, tư vấn cho những người bạn của các anh chị dùng, và các anh chị cũng có thể có một bộ món quà tặng, hoặc là các anh chị có thể tìm hiểu cái cơ hội này và làm việc với Thủy Quỳnh. Thủy Quỳnh đang giúp rất là nhiều chị em phụ nữ ở nhà chăm sóc con, chăm sóc bản thân mình, và có thể giúp cho một ai đó kiếm thêm cái thu nhập nữa. Đó là cái niềm đam mê và hạnh phúc của Thùy Quỳnh.
sau khi mình dùng sản phẩm, mình đi mong muốn tìm những người phụ nữ giống như mình. Và nếu như các anh chị hay là các chị phụ nữ nào quan tâm thì hãy nhắn cho Thủy Quỳnh nhé. Mình làm bất cứ một cái công việc gì mình yêu thích thì nó cũng mang đến cho mình một cái giá trị trong cuộc sống. Đối với Thủy Quỳnh yêu thích làm những cái công việc gì mà mình có thể vừa làm, vừa tận hưởng được những cái niềm vui của mình trong cuộc sống và vừa chăm sóc được bản thân mình, cho mình có được một cái sức khỏe, một cái làn da, một dốc dáng, và cho mình có cái niềm vui, mình kiếm được cái thu nhập hay là mình giúp được một ai đó, thì mình cảm thấy cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó không có mệt mỏi, và mình cảm thấy rất là tự tin với bản thân mình, và mình có được một cái niềm đam mê là mình làm việc mà mình cũng có thể làm đẹp cho mình, làm khỏe cho mình và giúp một ai đó giống được giống như mình. Đó là cái điều mà Thị Quỳnh muốn chia sẻ đến cho các bạn ngày hôm nay. Và đừng quên Too Faced Essence Ultra buy one get one free today. Thank you so much for watching. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe sự chia sẻ của Thị Quỳnh giờ này. Mong các bạn coi lại cái Facebook Live này của Thị Quỳnh và chia sẻ lại với một ai đó đang cần. Nếu như các bạn chưa có cái điều kiện hay là cái mong muốn bây giờ thì không sao hết, các bạn hãy giữ liên lạc và nói kết với Thị Quỳnh. Thị Quỳnh rất là vui và được nói kết với các anh chị và các bạn khắp nơi. Và nhân đây Thị Quỳnh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến rất là nhiều bạn bè, chị em đã ủng hộ Thị Quỳnh trong thời gian qua, và mến chúc tất cả nhà nhà thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thật là xinh đẹp. Xin chào, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào, bye.